ra sân bay đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam có Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Alosai Sonalat, Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phosai Khaikham Phithouni, Đại sứ Lào tại Việt Nam Changphet Hobonuang, các quan chức Bộ Ngoại giao Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, cũng là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng trong năm 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà Thủ tướng Lào Sonsay Sifandon đón thăm. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam đang phát triển vững chắc. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, hai nước vẫn giữ được đà và phát triển quan hệ trên các lĩnh vực. Hai bên phối hợp tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào, thường xuyên tổ chức các chuyến thăm, tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao và các cấp từ trung ương đến địa phương.